cho một cái túi trắng là con xanh với chị ơi. Bà ơi, cho em xin một túi xanh với, sợ nó vỡ mất ở đường, đi đường nó vỡ mất đường. Không, nó đang đau gấp, thoải mái, ông có đi tận Hà Nội. Một cái nữa. Không được gì đâu mà. Nó chả nhẽ là rơi đường này nhặt à, đi đường nó sóc lắm, nó đường nhắn lại đâu. Nhớ đâu, năm ngoái mua 3 cân cam về đến nhà không còn một quả nào, ghét lắm rồi. Xong rồi hết. Nhưng mà đi đâu đấy?